hello đại gia đình em xin thân ái mến chào toàn thể đại gia đình của mình à, đại gia đình ơi à, đến với cái mẫu chuyện hôm nay tấm cúc muốn kể cho đại gia đình mình nghe một cái mẫu chuyện này uhm, khá là vui à, để cùng nhau thư giãn cái mùa đại dịch này ha em kính chúc toàn thể đại gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha đại gia đình có yêu thương tấm cúc thì cho tấm cúc một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cúc nha Rà, em xin cảm ơn rất là nhiều à, và đến với cái mẫu chuyện hôm nay thì em mời đại gia đình của mình à, nghe cái mẫu chuyện là có có tựa đề là chàng khờ muốn vợ <laughs> anh chàng khờ mà anh muốn vợ vì cái lý do gì mà trước giờ ảnh là coi như là không có được cha mẹ cho cưới vợ mà bây giờ lại là muốn vợ quá vì sao mà anh muốn vợ như vậy thì đại gia đình nghe cái câu chuyện này nó hấp dẫn như thế nào nha đó anh này coi như là hai vợ chồng của anh anh cái hai vợ chồng này ảnh có là một cái cây cái, cái anh chàng có thằng trai mà nó khờ lắm không biết gì chứ đó thì đâu cưới vợ được đâu ở hoài ở gì không cưới vợ được tới cái năm mà anh chàng khờ nản là coi như là anh tới là 35 tuổi rồi tới năm 35 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ được tại vì cũng không ai mà dám chịu rồi thêm mà ba mẹ nói là nếu mà lấy vợ cho con mình á nó khờ gì sợ tội nghiệp cho con dâu đó. cho nên không có cưới vợ nhưng mà cái phòng của ông với bà thì ở chung nhà nhưng mà nó cũng sát chết với cái phòng của anh chàng khờ này nè thì là coi như là anh chàng này ảnh cứ cứ đêm nào mà nghe bên phòng của ba mẹ ổng á mà coi như là có gột gạt gột gạt là ổng gình ổng nghe miễn mà bên phòng ba mẹ mà gột gạt gột gạt ổng gình ổng nghe vậy đó ổng nghe mà ổng nghe hoài mà ổng không biết cái gì trong đó ổng nghe hoài Phái cái tiếng đó đó nhưng mà không biết đó cái đến một hôm một cái cái lúc mà coi như là hai vợ chồng hôm nay là tới ngày mà kỷ niệm ngày cưới đó, hấp hôn đó hấp hôn lại thì cũng mời bà con lại nhóc hết trơn xong cái bắt đầu là cũng tiệc tùng đồ thì ổng cũng cứng cứng thì bà cũng vui ngày cưới coi như ngày mình mới lại cho nên là cưới lại đó thì hai vợ chồng đó tiệc xong cái tới tối tối là đêm nay ngày cưới ngày đầu tiên tôi đóng phòng nó hoành tráng vụ lớn nhưng mà đóng phòng lại thì hai chồng đêm nay đóng phòng đêm nay đóng phòng là coi như là làm dữ hơn mọi ngày nha thì anh cái anh chàng khờ này nè anh nghe anh cũng gình hôm nay ông qua ổng gình Ổng gình mà ổng nghe hôm nay là coi như là má mình là coi như là bả bên này, bớt bả coi như là người ta gọi là ghen vành tráng lên đó là bả ghen lớn hơn nhưng mà bả còn nói chuyện thỏ thẻ vô với ổng nữa chứ xong cái bắt đầu bả mới nói ơi à, coi như là à, cục vàng của em thấy thương quá cục vàng của em thấy thương quá mà bả cứ ghen nghĩ mà bả nói như vậy cái anh chàng khờ anh nghe anh nghe rồi cái bắt đầu ổng cũng nói lại ổng cũng nói ôi cục cưng của anh dễ thương quá cục cưng của anh dễ thương quá thì lúc này ông chàng khờ này nè ông nghe ông nghe tao nói nghe lúc này là ông cảm giác ông nghe hai ông bà này làm mà tao nói nghe ông, ông cứng mình ông mới chơi ông cứng toàn thân ông mới chơi ông chàng khờ nè xong bắt đầu đi về phòng ngủ về ngủ ngủ sáng quyết định sáng thức dậy gặp ba má thức dậy chạy ra kêu ba má là coi là ba má bây giờ là ba má cứ vợ con đi con muốn vợ rồi đó bây giờ con muốn vợ rồi cái ông nói là trời ơi lại mày muốn vợ nào giờ mày có chuyện này đâu không có muốn vợ rồi bây giờ ba đi cưới vợ con đi cái ông nói cưới vợ rồi mày 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 khờ gì mà cưới vợ sao được cái trả lời con khờ chứ cục vàng con nó không có khờ hộp <laughs> nghe bả mới nhắc cục vàng thấy cưng <laughs> con khờ chứ cục vàng con không có khờ đó cái bắt đầu là ông giật mình ông với bả nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại giật mình này nghe là biết việc mình nè bắt đầu bắt đầu bắt đầu bà mới hỏi vậy nè vậy là bây giờ là con con có chịu được chỗ nào chưa con nói đi rồi má đi á má lại tới đó là má xin má hỏi cưới cho con đó rồi con nói đi cái 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 mẫu vợ con muốn như thế nào con nói đi đặng má tìm cho con con nói đi cái anh chàng thờ nó nói vợ má tìm cho con vợ làm sao mà đẹp giống má vậy đó cái bà cười, <cười> Cái gì? người hai nữa con? À, vợ con nó phải ghen nghe hay giống má vậy đó. Rồi <laughs> bà nó ghen gì? Dạ lúc mà lên giường ngủ con nghe má ghen vậy đó, con khoái vậy, cứ vợ con giống má vậy, con mấy triệu. rất đầu ổn với bà hết hồn. Hai chồng chẳng chắn nhìn nhau. Nhìn xong cứ bắt đầu là coi như là qua ngày hôm sau hai chồng quyết định dọn qua phòng khác. Không có ở gần phòng không có con cờ nữa vậy là hai chồng phát hiện anh chàng này anh gình, đó cho nên hai chồng mới về đi phòng khác câu chuyện hơi ngắn nên em xin kể thêm một cái câu chuyện này nữa nha thì cũng một anh chàng nữa cũng tới tuổi cứ vợ nữa nha nhưng mà khác cái là anh chàng này con là nhà giàu cậu ấm mà giàu lắm cho nên là từ nhỏ tới lớn không có làm gì đâm móng tay hết chỉ có ăn rồi chơi ăn rồi ngủ ăn rồi chơi ăn rồi ngủ làm gì cũng có kẻ hầu người hạ hết anh chàng không có phải làm hết cho nên gọi là anh chàng tới tới nó là làm biếng luôn nó làm biến nhất hay phải nói vậy luôn đó đó thì tới một cái cái lúc mà anh chàng ảnh lớn này tới tuổi mà lấy vợ rồi thì bắt đầu ba với mẹ với kêu lấy vợ mà cũng không chịu lấy vợ nữa hỏi đó rồi tới bà con cô bác sớm nghiền rồi ai cũng nói trời tới tuổi lấy vợ mà sao mày không lấy vợ rồi nghe nói biết rồi ông bà cũng muốn cháu nội cho nên thì cũng kêu là thôi con lấy vợ đi năn nỉ hết cách luôn năn nỉ hoài mà anh chàng đó Không lấy vợ đâu cứ ở không nghĩa đó rồi ăn rồi ra treo treo và cái giỏng chơi vậy đó, đi vòng vòng chơi vậy đó không làm gì chứ rồi cuối cùng ba với mẹ là mới lên kế hoạch nói là bây giờ cỡ nào cỡ cũng phải kêu nó lấy vợ nó tới cái tuổi nó lấy vợ rồi không thể nào mà để cho nó cày ngỗng càng ngỗng gì được chứ phải cho nó lấy vợ về biết đâu có vợ nó rồi vợ nó kìm kẹp nó thì nó mới lo chí thú làm ăn chứ tôi với bà đâu có sống lột vỏ để mà lo cho nó hoài được mà nó cứ ăn chơi kiểu này hoài của cải con như núi còn hết nữa đó cho nên bây giờ phải đi kiếm cô vợ nào mà phải là coi như là thì mỹ đoan trang nết na là coi như là cô này phải là biết cách để mà cho nó nó nghe lời cái con vợ đó thì được à bây giờ mình phải nói như thế nào thì đến một ngày là coi như hai ông bà là quyết định là à, lên ăn cơm mới là nói với với, với cái, cái cậu này nè con trai nè trai cưng là quý tử mà là bây giờ con phải nghe lời ba với mẹ tới tuổi con lấy vợ rồi nếu mà con không lấy vợ Sau này ba mẹ già rồi ba mẹ đâu có sống với con hoài đâu Lỡ ba mẹ có đi theo ông bà rồi ai lo cho con Miếng ăn miếng áo bây giờ mẹ nhiều tuổi rồi mẹ nói Trời ơi trời ơi, lớn cái đầu chồng ngồng ngay tầm 30 tuổi rồi chứ có ít nữa đâu Mẹ không chịu lấy vợ bây giờ cũng phải lấy vợ đi Con lấy vợ đó con có được vợ nó thương Tối ngủ ấm rồi, á, rồi ba có cháu nội để ba ẩm bồng nữa bây giờ mày thấy vậy đó mày không lấy vợ mày cứ nhỏng nhõng nhõng hoài bạn bè nó lấy vợ hết rồi có đứa có con hết trơn con chạy tập tửng tập tửng mà mày chưa lấy vợ nữa anh chàng ảnh nghe tới cái khúc này nghe tới khúc mà có con rồi chập chững chập chững chạy nè cái là anh chàng anh mới ngồi anh bắt đầu là ổng nghiêm lại nha đang ăn cơm ông nghiêm lại cái bà mẹ bà mới nói lấy vợ đi con con lấy vợ đi nghe nghe lời mẹ lấy vợ đi lớn rồi lấy vợ đi con cái anh chàng này lúc nãy anh mới nói Bây giờ con lấy vợ cũng được nữa Bây giờ con suy nghĩ vậy. Con lấy vợ cũng được Nhưng mà ba với má Là đi coi đi kiếm cho con vợ nào mà nó có con sẵn đi Nó có con sẵn đi Cưới về con là có con luôn rồi Cho ba với má ẩm bồng luôn rồi. Thành ông nội bà nội luôn rồi. Kiếm đứa nào nó có con sẵn đi Cưới về là khỏe luôn rồi Chứ về mà còn phải về. Đợi nó sanh đẻ Rồi đợi nó có con rồi Con làm miếng dữ lắm Kiếm vợ có con sẵn đi là khỏe à, ba ơi con có vợ con làm biết thì à, em à, mong đại gia đình mình ai có những cái mẫu chuyện vui chuyện tiểu lâm chuyện hài hước hay là chuyện tâm linh gì cũng được nói chung là những cái chuyện gì mà mình để mình kể ra để mà góp vui cho cộng đồng để làm cho nhiều người có những cái tiếng cười thư giãn thì thư giãn về tất cả những cái hình thức chứ không phải là về cái chuyện tiểu lâm không đôi khi mình à, kể những cái um, chuyện mà về đời sống của mình cũng là một cách thư giãn nhá yeah. Rồi chuyện nếu mà có chuyện tâm linh, chuyện ma, chuyện gì cũng được hết trơn á Có cái gì hay, hay, cứ gửi tấm cúc, tấm cúc có thể thêm mắm, thêm muối dương tí cho đại gia đình mình nghe cho nó vui Thì nếu mà có chuyện thì cứ gửi với cho em qua địa chỉ email Nguyễn Kim Cúc 191181a.gmail.com Còn nếu qua số phone thì 0979 789 800 Em xin cảm ơn rất là nhiều đại gia đình mình à, Đại gia đình yêu thương tấm cúc nha Thì à, gửi về cho tấm cúc, tấm cúc sẽ kể lên lần lượt hết ạ à. À, còn những mỗi chuyện nào mà cúc chưa có kể của đại gia đình gửi á, thì em sẽ từ từ em sẽ kể lên em đang soạn lại hôm nay em soạn lại nhiều dữ lắm rồi tại mà em kể lần lần lên đại gia đình mình gửi cho em khi bài nó trôi đi á, gửi email gửi tin nhắn rồi đó nó trôi bài đi á, rồi cái bắt đầu em không có đọc được thì em gán lục lại nghe đại gia đình còn đại gia đình mà gửi qua zalo là em nhận không có được đại gia đình ơi tại vì em ít có vô zalo á rồi khi mà không có kết bạn thì có gửi thì nó cũng không có chạy qua cho em Tại vì một người mà nhắn vô một vài câu một vài câu em trả lời có nghĩa là cả cả ngày em không có thể nào mà làm clip được em cũng phải ngưng lại để em làm clip cho nên em không trả lời được thành ra em không có dám kết bạn kết bạn mà nếu mà bà con hỏi mà em không trả lời thì bà con đánh giá là em chảnh hay là em không có tôn trọng thì cũng tự nghiệp cho em thà là không có kết bạn luôn tại gia đình có mến em thì cứ việc gọi qua số phone để mà kể chuyện à, thì cái nào em nói trước mong đại gia đình mình hết sức là thông cảm cho em để mà em có cái niềm vui lạc quan để mà em kể chuyện vui cho đại gia đình mình nghe hàng ngày à, nha đại gia đình em kính chúc đại gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha hẹn gặp lại vào ngày mai Nghe đại gia đình à, bye bye